Xin kính chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Mazda BT50 sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016 tại Thái Lan. Chiếc xe này được nhập khẩu Thái Lan năm 2016, đó là chiếc Mazda BT50, bán tải Mazda BT50 5 chỗ ngồi. Đây là thân vỏ của chiếc xe, kiểu dáng của chiếc xe BT50, xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016 từ Thái Lan. Xe là số sàn 2 cầu máy dầu, động cơ 2.2, động cơ 2.2 máy dầu, số sàn 2 cầu, sản xuất và nhập khẩu từ Thái Lan năm 2016. Chiếc xe hiện nay đang được chào bán với giá là 475 triệu đồng cho một chiếc Mazda BT50. Nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016, 2 cầu máy dầu, động cơ 2.2 số sàn, 2 cầu điện. Như quý vị nhìn thấy thân dáng của chiếc xe đây. Bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết nội thất, cũng như là kiểm tra cùng với quý vị kiểm tra toàn bộ các cái kết cấu của xe. Vâng, thì như quý vị nhìn thấy đây, đây là quý vị có thể nhìn thấy, đây là khi mở cửa xe đây, quý vị có thể nhìn xem là nhìn thấy cả nội thất của chiếc xe. Chiếc xe có màu xanh đá, màu xanh xám và nội thất màu da đen. Thì chiếc xe này là, đây xin thưa với quý vị là số sàn 2 cầu điện. Bây giờ đây quý vị nhìn thấy đây ạ. Thì mình sẽ quay qua cho quý vị xem, sau đó mình sẽ đi đến chi tiết hơn. Này, thùng mình cũng đã mở rồi. Thùng rất đẹp luôn quý vị nhé. Thùng cực đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chiếc xe này thì được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, gương kính chỉnh điện, cụp điện đấy, đầu CD 6 đĩa, điều hòa, rồi là túi khí đầy đủ. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan năm 2016, động cơ 2.2, số sàn 2 cầu, máy dầu. Đây trần này, trần đã được bọc ni lông ngăn bụi bẩn. Bán tải thì nó cũng không có gì nhiều để mình về những cái trang thiết bị, nhưng mà nó chỉ là những cái cần thiết. Về cái thùng quý vị nhìn thấy đây, thùng như mới luôn. Cái thùng như mới quý vị, không xước xát một tí nào, không. Bởi vì cái thùng này nó là quá đẹp luôn. Thùng cực đẹp luôn. Thùng như mới luôn. Đấy. Bán tải thì mình xem cái thùng là mình sẽ nhìn được cái chất của cái xe. Thì bây giờ quý vị hãy cùng mình đi kiểm tra về kỹ thuật của xe. Về phần keo chỉ của xe đây quý vị nhìn này, đây là chỉ cánh trước bên phụ còn nguyên nhá quý vị nhá, chỉ cánh trước bên phụ còn nguyên đây. Chỉ cánh sau bên phụ đấy. Cũng còn nguyên quý vị nhé. Đấy. Còn về về thùng xe thì quý vị nhìn đây là phần đuôi xe đây. Đinh tán, toàn bộ đinh tán đây còn nguyên. Quý vị nhìn thấy đinh tán còn nguyên hết ạ. Bên này phần đinh tán bên này cũng còn nguyên hết, tức là đít còn nguyên, đúng không? Không bị đâm đụng gì ở phần đuôi xe và bên đấy bên phụ. Còn đây là cánh chỉ của cánh bên lái, cánh sau bên lái đây. Còn nguyên hết quý vị nhé, còn nguyên ạ.
Xe thì táp ly đã được bọc như này đây, táp tất cả các táp ly đã được dán. Táp ly thì chủ cũ họ dán một cái lớp ni lông. Đây, dán lớp ni lông, họ thích cái màu này. Họ thích cái màu da vân vân đá này thì họ đã dán cái lớp ni lông lên lên. Quý vị nào thích thì về để nguyên được, và không thích thì lại bóc ra. Cái bóc ra rất đơn giản thôi. Đây này, họ dán cái lớp này. Đây, bóc ra cũng rất đơn giản thôi. Bóc ra xong rồi vệ sinh cái là đây họ dán keo, tức là cái băng dính, nó là cái đề can thôi. Mình không thích mình bóc ra và mình lại lau chùi vệ sinh sạch sẽ thì nó cũng như thế này. Đấy, về chỉ thì đây, quý vị nhìn thấy chỉ còn nguyên hết. 475 triệu đồng cho một chiếc Mazda, bán tải Mazda nhập khẩu nguyên chiếc năm 2016. Nó là chiếc xe này. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về phần đầu chiếc xe. Khoang máy, mình sẽ giới thiệu đến quý vị khoang máy của chiếc xe. Về phần khoang máy của chiếc xe thì như quý vị nhìn thấy đây. Nắp capo chưa mở. Nắp capo còn nguyên chưa mở quý vị nhé. Nắp capo còn nguyên chưa mở. Đấy. Là hai bên má này, cái sống này vẫn còn nguyên quý vị nhé. Hai bên sống này còn nguyên, không có méo mó sẹo sọ gì cả. Đấy. Hai bên nằm đây còn nguyên, không méo mó sẹo sọ gì. Về phần đầu răng còn nguyên. Đây, về phần đầu răng này cũng còn nguyên. Đầu răng còn nguyên nhé. Cabo chưa mở, đầu răng còn nguyên. Chỉ đây ạ, chỉ cũng còn nguyên quý vị nhé. Về phần chỉ cabo cũng còn, còn nguyên hết. Cabo chưa mở. Về phần máy thì quý vị có thể nhìn thấy đây, máy dầu nhưng mà máy móc khô ráo. Đây, cái khoang máy đây. Khoang máy thì chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Khoang máy thì chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Máy dầu nhưng chỉ có vết bụi thời gian. Khoang máy là khô ráo và sạch sẽ. Quý vị nhìn thấy đây, tất cả khô ráo và sạch sẽ nhé. Đấy, rất là khô ráo sạch sẽ. Thế còn đấy, về phần đầu chiếc xe là như vậy. Ca lăng két nước còn nguyên này. Răng phần quý vị có thể nhìn thấy phần răng đây. Phần răng trước đây còn nguyên hết nhé. Phần răng ngang trước két nước ấy còn nguyên. Xe không có đâm đầu đâm tiếc gì cả. Đấy. Quý vị nhìn thấy đây. Rồi. Về phần gầm, bán tải thì mình kiểm tra về phần gầm đây, quý vị cứ có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe đây. Gầm rất đẹp. Mình sẽ cho quý vị xem cái gầm chiếc xe này. Đây gầm này. Gầm rất đẹp quý vị nhé. Gầm đây. Cầu đây, hai cầu đây. Cầu trước và cầu sau đây. Xi gầm nhất rất đẹp quý vị nhé. Đấy là chiếc xe về chiếc BT50 này. Về chiếc BT50 này, bây giờ quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này. Quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này xem nó như thế nào. Quý vị nhìn đây, thân vỏ rất là mỏng nhé, không có ma tít ma tiếc gì cả. Thân vỏ rất là mỏng. Điện thoại rồi. Wow. Alo à? Alo? Vâng. Tí mình điện lại nhé, mình đang quay xe nhé, tí mình điện lại nhé. Bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này.
À, cũng xin thưa với quý vị, trước khi mình khởi động thì mình cũng xin thưa với quý vị là xe sản xuất năm 2016, đến nay là 3 năm và hiện nay đang chạy là 5.8 vạn. Đây, 5.8 vạn. Thì 5.8 vạn thì một năm thì chạy khoảng độ hơn 1 vạn, gần 2 vạn. Đó là cái xe này như thế. Một năm chạy chủ cũ, một năm chạy cũng năm chạy tầm hơn 1 vạn. Thì bây giờ quý vị hãy cùng với mình chạy thử chiếc xe này. Ok, máy đã nổ. Tiếng máy nổ như này là cũng là khá là êm so với máy dầu nhé bạn nhé. Máy dầu 2 cầu ạ, con này là máy dầu 2 cầu. Hả, máy dầu 2 cầu điện thì động cơ có 2.2 thôi. Động cơ 2.2 thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 7 lít dầu. Khoảng độ tầm 7 lít dầu. Nếu như chạy 2 cầu thì nó sẽ lên khoảng độ tầm 8 lít. Chạy 1 cầu mà đường trường gọi là chạy đường 8 khoảng độ 7 đến 8 lít dầu cho 100 km đường hỗn hợp thì nó chỉ khoảng độ 100.000 thôi. Máy nổ khá là êm. So với máy dầu như thế là ok rồi. Quý vị có thể nghe được tiếng máy cũng khá là êm. Ok, vào số. Số côn số khá nhẹ nhàng quý vị nhé. Côn số nhẹ nhàng. Gầm bệ đi đường bê tông thì gầm bệ, thế là thế này là khá là chắc chắn. À, chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Quý vị xem xe xin liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi số điện thoại là 0855 966 966. 0855 966 966 là số điện thoại để gặp trực tiếp Dũng Audi để nhận được những cái tư vấn, để nhận được tư vấn cũng như là hỏi thêm thông tin về xe. Tất cả các xe chứ không riêng gì xe này, tất cả các xe nhà mình đang bán, quý vị có thể alo trực tiếp 0855 966 966. Dung Audi sẽ giải đáp cho quý vị và tư vấn nhiệt tình cho quý vị. Quý vị cần tư vấn cái gì mình cũng có thể tư vấn cho quý vị. Không nhất thiết mua xe của mình mà quý vị mua xe người khác mình vẫn có tư vấn bình thường. Cái đấy là chứ không nhất thiết quý vị mua xe của mình mới tư vấn, đúng không ạ? Đấy, còn chiếc xe này thì mình đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Quý vị nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh thì nó sẽ hiện lên quả chuông, thì quý vị bấm vào quả chuông để làm sao cho quả chuông nó hiện hai cái dâu ở trên đầu, thì quý vị sẽ được nhận được thông tin, nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp hoặc là mỗi lần mình quay video clip về một chiếc xe chi tiết. Quay đã một chiếc xe thì mình quay rất là chi tiết, và cũng kể cả kiểm tra về lỗi đâm va ngập nước mình cũng kiểm tra luôn, quý vị cùng với mình kiểm tra qua video luôn. Đấy, mình nói đến đâu mình quay đến đấy, quay đến đâu mình nói đến đấy cho quý vị biết. Thì ngày hôm nay mình quay chiếc BT50 sản xuất năm 2016 nhập khẩu Thái Lan. Động cơ 2.2 số sàn, máy dầu 2 cầu điện cho quý vị biết. Và chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Một lần nữa quý vị nào chưa đăng ký kênh xin vui lòng bấm vào nút đỏ đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông ạ. Để nhận được thông báo và quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất luôn luôn nắm bắt được thông tin những xe mới về, những cái thông tin cụ thể nhất khi mình up video chi tiết về mỗi chiếc xe. Quý vị nào cần tư vấn xin vui lòng alo 0855 966 966. Dũng Audi xin hân hạnh được giới thì được tiếp chuyện quý vị, tư vấn cho quý vị. Xin thân ái và chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo ạ.